nay tôi đi đâu đây ta? Ê, ăn mừng em được 1 triệu follow trên TikTok. Thì ngày hôm nay em của em đã dắt em đi ăn đó mọi người. Đây là một cái clip tua ngược nha mọi người ơi. Em sẽ quay cảnh buổi chiều trước. Thì buổi chiều mấy chị em hẹn nhau đi qua Thái Sumo để ăn lẩu. Lẩu tóc bút kia ở đây là đỉnh của chóp và mọi người ơi. Đây rồi thì em không có cần review gì nhiều hết. Chỉ muốn nói với các bạn là siêu siêu ngon luôn. Tất nhiên là các viên thả lẩu ở đây thì rất là đa dạng. Mà ta nói chiều nào cũng đông hết mọi người ơi. Buổi trưa ăn bữa chua nhưng mà không. Bữa nay em đi ăn món Âu cả nhà. Thật ra thì em không có tính đi luôn á. Nhưng mà tại vì con nhỏ bạn em nó nói là mày đạt được 1 triệu follow rồi, ta sẽ dắt mày đi ăn sang một bữa. Nguyên một cái bàn này chỉ tầm có 600 ngàn à mọi người. Đây là combo dành cho Tết và nhà hàng em đi là Ambitro nằm ở Nguyễn Duy Trinh quận 2. Trời ơi, combo này dành cho hai người mà nó xỉu luôn, gồm có súp bi đỏ, salad cá hồi, phần bistec và hai cái bánh rất là ngon, dạng như là bánh plăng vậy đó nhưng mà làm theo kiểu Âu. Trời ơi, nó béo nó mịn và cực kỳ thơm luôn. Không gian ở nhà hàng thì siêu sang trọng luôn. Cái này thì các bạn có thể đến đây vào ngày Valentino nữa nha. Nghe nói là sắp Valentine rồi phải không? Biết hồi sáng này em đi đâu không? Em đi check in tại cầu vàng của Đà Nẵng. Đón chuyến bay sớm luôn quý vị. Nói thì nói vậy thôi. Sáng nay em đi đến một cái quán cà phê tên là Leo Coffee and Tea nằm ở số 26 Nguyễn Thị Nghĩa quận 1. Đi đâu nha, hàng quán nào cũng chạy đều trang trí Tết hết, làm cho tôi cảm thấy trời ơi tôi muốn Tết liền luôn á mọi người ơi. Quán có không gian siêu rộng luôn, các bạn có thể đến đây để hội họp bạn bè hoặc là chụp hình check in sống ảo nha. Tất cả những cái quán mà ngày hôm nay mình review đều có bán Tết hết. I love you.